chào quý khách hàng, em Vân xin gửi tới quý anh chị một lô đất tại tổ dân phố Phố Lối, thị trấn Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Tiện ích xung quanh thì quá nhiều luôn. Đối diện là thế giới điện máy Maria này, hãng xe máy Honda, Yamaha, VinFast. Kế cạnh là công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Hưng Yên, rất nhiều luôn. Rồi bên cạnh của lô đất là công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Tài anh chị nhá, chuyên cung cấp thiết bị bảo hộ lao động này. Và đây là lô đất em xin giới thiệu quý anh chị nhá, có số nhà là 697. Tổng diện tích lô đất là 70m², mặt tiền 4,5m, dài 15,5m. Đây là vỉa hè này, hành lang lưu thông này, mặt đường quốc lộ 5 luôn rồi. Và đây là ngã tư Phố Lối B anh chị nhá, quá tuyệt vời luôn. Quý vị quý chị kinh doanh buôn bán thì phải nói là quá tuyệt. Bên cạnh lô đất lại có một lối đi hướng vào nhà hàng Phúc Lâm luôn. Quý vị quý anh chị quan tâm đến lô đất xin hãy nhấc máy liên hệ trực tiếp đến Hoàng Anh Vân, đó là 0981083898 hoặc 0967698655. Em Vân mời quý vị quý anh chị đến xem đất nhé. Còn bây giờ em Vân xin kính chào tại quý vị quý chị quý